Vào lúc 16 giờ ngày 31 tháng 5 năm 2021, tại khu vực chợ biên giới cửa khẩu quốc tế Bờ Y, cách mốc 790 khoảng 400 m về phía Việt Nam thuộc thôn Ếc e, xã Bờ Y huyện Ngọc Hồi, Tổ tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 của đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã phát hiện bắt giữ 3 đối tượng, gồm Dương Văn Danh sinh năm 1987, thường trú tại khối 9 thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, Phan Văn Huy sinh năm 1988, thường trú tại thôn 7 xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Và Ngô Thành Bào sinh năm 1996, thường trú tại khóm 3 xã Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Đang trên đường cắt rừng xuất cảnh trái phép sang Lào làm thuê kiếm tiền. Hiện đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã hoàn tất thủ tục để xử lý đối với ba đối tượng trên.